Ok, xin chào tất cả các bạn đến với kênh BAPIKI của mình. Và hôm nay chúng mình chơi series bắn Angry Birds. Ở đây đó là ta chơi BAPIKI nhưng mà chơi kiểu chơi Angry Birds vậy ấy. Nó có một khẩu súng bắn và những chú chim ấy sẽ bắn thẳng vào những cái chú lợn. Đây là có đến hai chú chim màu đỏ liền các bạn ạ. Hai đứa đang ngủ rất là say. Không biết rằng ở đây có rất nhiều những chú lợn đã ăn trộm được hút rổ, có phải đến hơn chục quả trứng. Một chú nó bắn hai. Vậy là phải có được hai phát bắn thì có thể làm nổ vỡ tan tành được cái đám này. Phát đầu tiên thì chỉ là lay chuyển được chú lợn hai và đã chạm vào được quả bom TNT, tất cả đã được nổ giải phóng và những quả trứng đã được thoát ra ngoài. Đây là một chú chim màu xanh nhá. Bluebird khả năng phân thân ra làm 3 cái. Không nổ rồi các bạn ạ. Thank you.
không nổi tiếp rồi. Có vẻ là chú chim màu xanh là yếu hơn hẳn chú chim màu vàng không các bạn? Chú chim màu vàng là mạnh nhất rồi. Rồi tốc độ bay nhanh nhất. Đây vừa nói phát là có chú chim màu vàng luôn này. Chúng ta cùng thử xem sức mạnh chú chim màu vàng như thế nào nhé.